Hello, xin chào, mình là Phan Hà Nhật Anh và mình lời đầu tiên mình mu muốn gửi lời chào và lời chào thân thương nhất tới uh, Ngước. Um, mình là Phan Hà Nhật Anh và hiện tại mình uh, đang là sinh viên năm nhất của trường học viện ngân hàng. Chia sẻ một chút với Ngước về uh, bản thân của mình. Mình là một cô gái uh, có một tinh thần sách nhiệm khá là cao. Mình có, mình luôn luôn cố gắng trong tất cả những công việc mà mình có thể làm và mình nhận trách nhiệm những công việc mà mình được giao sở thích của mình là viết content này đọc sách học ngoại ngữ tổ chức sự kiện và rất rất là rất rất là thích nấu ăn mình là một con người khá là năng động Um, khá là vui vẻ có một tinh thần cầu tiến và luôn luôn uh, mong muốn um, sẽ uh, phát triển bản thân mình trong uh, mọi lĩnh vực và trong những tổ chức mà mình tham gia và ngước là một tổ chức mà mình uh, khá để lại cho mình rất là nhiều ấn tượng và mình uh, mong muốn rằng mình sẽ có cơ hội được trao một cơ hội, được làm việc, được cống hiến, cho ngước uhm, xin chào và hẹn gặp lại mình cảm ơn ạ